Thông tin nóng cập nhật liên quan đến vụ 39 người thiệt mạng trong xe tải ở Anh. Cảnh sát hạt Essex cho biết là Maurice Robinson, 25 tuổi, tài xế xe tải đã bị truy tố với tội danh là ngộ sát. Người này còn bị buộc tội buôn người, vi phạm các quy định về nhập cư và rửa tiền. Đối tượng Robinson sống tại Bắc Ireland sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày mai. Trước đó, thì tài xế này khai báo rằng đã nhận container từ cảng Purfleet, nước Anh để đưa đến một khu công nghiệp và phát hiện 39 người thiệt mạng trong đó sau 70 phút nhận hàng. Ngoài ra, thì 4 nghi phạm khác cũng bị bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra. Cảnh sát Anh cũng đã kêu gọi cộng đồng người Việt ở Anh và các nước khác hợp tác trong công tác điều tra vụ 39 người thiệt mạng trong xe container, xe tải. Tuy nhiên, thì cảnh sát Anh vẫn nhấn mạnh công tác điều tra đang được tiến hành và để mở với nhiều khả năng, chưa có xác nhận chính thức về quốc tịch của các nạn nhân. Thời điểm này, chúng tôi sẽ không suy đoán gì về quốc tịch của những người trong xe. Trong quá trình này, chúng tôi sẽ phải thu thập rất nhiều thông tin để không để lọt bất cứ điều gì và sẽ mất thời gian. Việc điều tra đang được tiến hành mở rộng theo nhiều hướng và để ngỏ nhiều khả năng. Việc kêu gọi sự phối hợp thông tin từ cộng đồng người Việt Nam tại Anh cũng là một trong nhiều hướng tiếp cận với hy vọng có thể hỗ trợ nhận diện người bị nạn và đoàn tụ họ với gia đình nhanh nhất có thể. Chúng tôi không loại trừ khả năng có người từ nhiều quốc tịch. Trong buổi trưa ngày 26 tháng 10, Chánh Thanh tra Cảnh sát hạt Essex cũng đã làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Anh ở hiện trường. Hai bên thống nhất thiết lập các cơ chế liên lạc để trao đổi thông tin, hỗ trợ công tác điều tra và xác minh. Theo quy định của Anh, việc xác minh và nhận dạng danh tính được thực hiện dựa trên kết quả có được sau khi khám nghiệm tử thi và thông tin dữ liệu sinh trắc học, di truyền học của các nạn nhân, không dựa trên hình ảnh. Hãy tới hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa bạn đi qua quy trình để xác định nhanh nhất có thể xem liệu người thân của bạn có liên quan đến sự kiện bi thảm này hay không. Theo một số trao đổi với cảnh sát hạt Essex, quy trình xác minh có thể mất khoảng một tuần, cũng có thể lâu hơn. Các chuyên gia làm việc 2 ca, trung bình mỗi ngày 6 nạn nhân. Sau khi hoàn thành mỗi đợt lấy dấu vân tay, mẫu ADN, thông tin sinh trắc, sẽ chuyển ngay cho cơ quan các nước liên quan nghi có công dân trong vụ việc để xác minh. Phương Huyền, phóng viên truyền Việt Nam từ vườn quay. Báo chí Anh đưa tin chiếc xe tải nơi có 39 người thiệt mạng được phát hiện hôm thứ Tư có thể chỉ là một trong 3 chiếc xe tải chở tổng số là hơn 100 người được đưa vào Anh cùng một đợt. Có thể 2 chiếc kia đã vượt được vào Anh rồi. Cảnh sát Anh cũng đã khẳng định đang điều tra theo hướng vụ việc lớn hơn là phát hiện ban đầu. Trong khi đó, thì nhà chức trách hôm qua lại tiếp tục phát hiện 2 chiếc xe tải chở người di cư tại Bỉ đang trên đường tới Anh. May mắn là 29 người di cư này khi được phát hiện đều khỏe mạnh. Những người này là người châu Phi và Iraq, trong đó có 9 người cũng đang trên đường được đưa tới cảng Zeebrugge. Những người di cư bất hợp pháp vào Anh thường được các băng đảng gốc Trung Quốc đưa đi. Người phụ nữ này là kẻ cầm đầu đường dây tinh vi nhất đưa người bất hợp pháp vào Anh. Bà ta được gọi là chị Ping, mẹ của mọi cá quả, đã kiếm được hàng triệu đô la trong 20 năm buôn người đầy tàn nhẫn. Chùm buôn người này đã phải bỏ mạng trong một nhà tù Mỹ năm 2014. Nhưng mạng lưới của bà ta bị nghi là vẫn đang hoạt động để đưa tiếp nhiều người châu Á bất hợp pháp vào Anh và Mỹ với lời hứa hão huyền rằng 100% là đi an toàn. Với tình trạng đưa người trái phép vào các nước Tây Âu, theo số liệu từ cảnh sát Pháp, chỉ tính từ đầu năm cho đến tháng 5 năm nay, cảnh sát đã triệt phá 200 vụ đưa người trái phép vào Pháp để rồi tiếp tục đi sang Anh. Con số này tăng rõ rệt so với năm 2018 khi mà cả năm ngoái chỉ có 320 vụ mà thôi. Càng đến gần thời điểm nước Anh rời Liên minh châu Âu, dòng người di cư đổ vào Tây Âu để đến Anh ngày càng nhiều. Trong đó có nhiều người đến từ các nước châu Á và cả Việt Nam. Phóng viên Nguyễn Mỹ Linh đã có cơ hội phỏng vấn một trong những người Việt Nam đi theo đường dây bất hợp pháp để đến Pháp. T, 24 tuổi, đến từ một tỉnh phía Bắc. Cậu trả 140 triệu và được đưa đến làm việc tại một trang trại ở Nam Âu với mức lương 500 đô một tháng. Tại đây, T được những người Việt Nam tiếp cận rồi mời chào dịch vụ để đưa sang các nước Tây Âu, cụ thể là Pháp. T đi và đến Pháp với một món nợ mới, chưa biết khi nào sẽ trả. Cậu bị cảnh sát Pháp bắt giữ, rồi được thả, may mắn với một sự bảo lãnh. Đi đến qua nhiều nước, qua Serbia, cháu bị bắt ở đấy 7-8 hôm này.
thả ra xe đi, xong là cháu không có đường quay về nữa mà cũng không có đường đi nữa. Thì mãi đến ngày thứ 8, thứ 9 thì mới có đường, có một đường dây thì gọi cho một người bạn đi cùng, một anh đi cùng, là có một đường dây là đưa qua Đức. Họ cho Tây đi đón, Tây với người Trung Quốc đi đón. Còn thực tế là người Việt Nam là cháu chưa biết, cháu không nhìn thấy mặt mũi, cháu chỉ nghe qua giọng nói thôi. Và họ ra giá với cháu là 260 triệu. Vâng. 260 triệu là gồm những gì? Là tiền đi, đưa đi tới nơi rồi. Cháu đi từ Romania đến sang Pháp ấy. Họ nói gì với cháu? Nói mà đi tìm việc làm, cũng muốn đi tìm việc làm thì có đường dây đưa đi. Ở đây có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Thì cháu bây giờ cháu cũng muốn đường cùng, cháu không có tiền về nhà, tiền trả nợ thì cháu đi cuối là xin được chỗ nào làm thì làm được ngày nào hay ngày đấy. Tính là khoảng bao lâu thì trả được nhỉ? Bây giờ chưa tìm được việc làm, cũng chưa biết được, không biết khả năng bao lâu. Thế vợ ở nhà thì có sợ không? Vợ con ở nhà, gia đình bố mẹ ở nhà ai cũng sợ là người ta đến đòi tiền. Mà tiền lãi hàng ngày, hàng tháng. Cháu đi như thế này là sẽ chả biết lúc nào về, chả biết khi nào gặp vợ con. Vâng. Bỏ theo một số tiền lớn, đi theo những đường dây bất hợp pháp để nhận một tương lai mịt mờ. Thưa quý vị, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, cho tới đêm qua thì chưa có khẳng định chính thức nào về danh tính của các nạn nhân cả. Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp thì người dân có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh là 00-7713-181-501 hoặc số điện thoại của Tổng đài bảo hộ công dân là 0981-848484. Cũng liên quan đến sự việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cùng các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc, điều tra phát hiện các vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Báo cáo lại.